Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị thông thường. Thông thường tôi sẽ nhắc lại cái chữ thông thường. Việc kết hợp SO thì trên cái SO quý vị có thể làm chiến lược gì? Thì chúng ta có thể làm được các chiến lược tăng trưởng. Tăng trưởng tập trung hoặc có thể làm tăng trưởng kết hợp hoặc có thể làm tăng trưởng đa dạng hóa. Tùy thuộc vào cái cơ hội các anh chị có như thế nào mà để chúng ta làm chiến lược gì. Vậy nhớ trong tăng trưởng tập trung chúng ta có 3 chiến lược: thâm nhập thị trường, phát triển thị trường, phát triển sản phẩm. Kết hợp chúng ta có kết hợp về phía trước, kết hợp về phía sau, kết hợp ngang. Đa dạng hóa chúng ta có 3 dạng đa dạng hóa: đa dạng hóa đồng tâm, đa dạng hóa hàng ngang và đa dạng hóa hỗn hợp. Vậy sự kết hợp SO chúng ta có thể có làm được chính chiến lược, và tùy cái cơ hội, tùy điểm mạnh quý vị nên áp dụng chiến lược nào. Vậy trong cái bài Oranby kỳ rồi mình chỉ áp dụng chiến lược thâm nhập thị trường, phát triển thị trường, đa dạng hóa đồng tâm và đa dạng hóa hàng ngang. Ở ô ST, ST như hồi nãy tôi nói là dùng điểm mạnh để vượt qua rủi ro. À, như vậy thì thông thường chúng ta sẽ áp dụng chiến lược tăng trưởng kết hợp hoặc đó là tăng trưởng đa dạng hóa. Đó là đối với ST. Đối với WVO thì thông thường chúng ta áp dụng chiến lược tăng trưởng tập trung, chiến lược tăng trưởng kết hợp và chúng ta chỉ làm đa dạng hóa đồng tâm hoặc đa dạng hóa hàng ngang. Mà trong trường hợp này chúng ta không làm, đó là đa dạng hóa hỗn hợp. Lý do tại sao chắc có lẽ quý vị cũng hình dung. Đó là chúng ta đang có điểm yếu. Vậy thì trước hết chúng ta cần phải tối thiểu hóa những cái điểm yếu của mình cái đã. Mà bây giờ mình mở rộng ra một cái ngành nghề mà không liên quan gì đến cái ngành nghề hiện tại. Vậy rõ ràng đây không phải là sở trường của mình. Vậy thì qua một ngành nghề mới chúng ta gặp khó khăn hơn. Vì vậy ngang đây thường người ta chỉ làm đa dạng hóa đồng tâm hoặc đa dạng hóa hàng ngang mà thôi. Đối với cái WVT, thường người ta làm chiến lược phòng thủ. À, phòng thủ ở đây là gì? Quý vị làm thâm nhập thị trường, phát triển thị trường. Chứ cũng không nên đó là gì ạ? Xin lỗi, thâm nhập thị trường và phát triển sản phẩm. Chứ cũng không nên đó là phát triển thị trường. Phòng thủ ở đây là phòng thủ những gì mà chúng ta đang có. Phòng thủ là những cái thị trường, phòng thủ là những cái sản phẩm, những cái lĩnh vực mà chúng ta đang làm, mà chúng ta không nên mở rộng ra, gọi đó là phòng thủ. Hoặc đó là chúng ta tiến hành cắt giảm chi phí, hoặc đó là chúng ta tiến hành làm chiến lược, đó là rút vốn. Vậy thì thông thường sự kết hợp WVT, đó là quý vị có thể đưa ra những cái phương án chiến lược đó. Và xin nhắc đi nhắc lại, đây chỉ là thông thường, còn phải tùy vào tình hình thực tế, chúng ta có điểm mạnh gì, cơ hội gì, rủi ro gì, điểm yếu gì, để chúng ta có thể làm những chiến lược nào cho nó thích hợp.